Dạ anh ơi, em có một thắc mắc muốn hỏi anh ạ. Ok, em nói đi. Dạ, em có đọc cuốn sách, người ta nói là nỗi đau càng lớn thì khao khát càng nhiều. Nhưng mà em thấy anh đối xử với nhân viên rất là tình cảm. Liệu cái nỗi đau của mình có làm giảm cái khao khát của mình không ạ? Trên đời này á, sức mạnh lớn nhất đến từ tình yêu thương. Em có biết vì sao? Dạ em không ạ. Nỗi đau á, là quá khứ, còn tình yêu thương là hiện tại và tương lai. Và em nên nhớ, nếu dùng nỗi đau để giúp cho một người khác phát triển ấy, thì chúng ta chỉ gợi nhớ cho họ về những cái điều không tốt. Và lúc đó thì họ sẽ làm việc trong tức giận mà thôi. Và có thể em nhìn thấy họ rất là hăng hái, nhưng sự hăng hái đó là sự hăng hái của sự tiêu cực. Dạ, vậy mình phải đối xử bằng tình yêu thương đúng không anh? Đúng rồi em. Một khi mà nhân viên đã gọi công ty là nhà, thì công ty đó đã có một người lãnh đạo bằng tình yêu thương. Và lúc đó công ty đó sẽ rất phát triển. Vì chẳng thể nào biết trước, ở kiếp sau ta còn có thể gặp lại nhau. Vậy nên anh vẫn mãi nỗ lực và dành hết bao điều tốt đem nhân đến em. Nhưng vô tình khiến em tổn thương nhiều, tình hình bỗng nhiên trở nên bê tắc. Chẳng phải cố ý, chỉ vì quá yêu em.